Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi hỏi giá chiếc Winner và chiếc Everest trong đầu tháng 6 năm 2019 cho các bạn cùng tham khảo nha. Thì sẵn ghi hình một đoạn đường của thành phố Cần Thơ cho các bạn ở tỉnh xa có dịp tham quan rồi luôn. Đoạn này là đường Nguyễn Trãi. Đây là cầu Nguyễn Trãi nè. Thì giờ mình đi đến cửa hàng xe gắn máy là Hồng Đức 6. Thì ở đây là mình cũng thường đến mình làm clip hỏi giá, còn những cái cửa hàng xe mà khác á, thì mình nói chung là họ không có cho quay phim chụp hình thì mình cũng khó làm đó các bạn. Với ở đây là cũng là một cái cửa hàng lớn, ra giá nó cũng chuẩn rồi, thì các bạn tham khảo thì nói chung là giá nó cũng ok rồi. Nó chương trình rồi nó cũng có nhiều. Rồi những cửa hàng khác thì nó cũng có thể nó trên lệch 1 vài trăm ngàn thôi, chứ không có trên lệch nhiều đâu các bạn. Ở đây cái cửa hàng mình đến, cửa hàng mình quay sẵn cái đường phố cho các bạn xem đi nha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi clip. Chương trình mình tháng 6 này có gì đặc biệt không Quy? Dạ, chương trình tháng 6 này ngoài giảm giá xe ra thì bên em sẽ hỗ trợ mình đó là tặng cho mình một bộ quà trị giá 1 triệu. Song song đó mình có chương trình là bốc thăm trúng thưởng, trúng một Honda City đời 2019 với lại là 48 xe Blade. Chương trình này là mình còn những phần quà khác nữa, mình chắc chắn là bốc thăm là trúng. Chương trình này là của hãng hay là dạ, của riêng cửa hàng mình? Chương trình này là riêng bên chuỗi Hồng Đức của em đang chạy. Chương trình này riêng là của Hồng Đức ha. Dạ. Hỗ trợ 100% chiếc bạ là cho dòng xe này. Dạ, hỗ trợ 100% chiếc bạ cho tất cả cái dòng xe luôn. Vậy là Winner là có luôn hả? Dạ, có luôn anh. Rồi, giờ vậy là đâu em giới thiệu anh? Dạ, hiện tại là giá Winner bản thể thao mà nó là 45 triệu 990 ngàn á. Em hỗ trợ trước bạ 5% mà nó khoảng 2 triệu 3. Thì em trừ cái phần trước bạ đó ra rồi thì giá xe Winner mình hiện tại là 40 triệu 990 ngàn bản thể thao. Còn cái bản đặc biệt á, bản bánh mâm vàng tem đen nhám á, thì nó là 43 triệu 490 ngàn. Là giá là 40 triệu 990 ngàn hả? 40 triệu 990 ngàn là bản thể thao. Là chưa có giấy hả? Dạ. Chưa giấy tờ phải không? Dạ, giá đó là chưa giấy tờ. Rồi, bản mâm vàng. Bản mâm vàng hiện tại là giá của nó là 43 triệu 490 ngàn. Là có giảm khuyến mãi rồi đó hả? Dạ, chương trình đó là đã giảm khuyến mãi trước, hỗ trợ trước bạ mình 5% rồi. Thì nó ra được cái giá đó. Song song đó là mình được tặng bộ quà trị giá 1 triệu với lại là cộng thêm là mình được chương trình bốc thăm trúng thưởng Honda City với 48 chiếc xe Blade. Thì cái này là 43 triệu 990 ngàn ha. Dạ, 43 triệu 490 ngàn. 43 triệu 490 ngàn. Dạ. Tặng quà là 1 triệu. Dạ, tặng bộ quà trị giá 1 triệu với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Bộ quà mình là gồm gì? Dạ, bộ quà của mình bao gồm á là một nón bảo hiểm Honda, một áo mưa, phiếu đổ xăng 4 lít, móc khóa, thẻ bếp, phiếu cứu hộ với lại là giảm giá phụ kiện 30% với áo thun. Giá này nó có giảm so với tháng rồi hả? Dạ, giá này nó có giảm so với tháng rồi. Dạ, màu đó là màu đấu tem độ Redson. Màu này giá sao? Dạ, hiện tại cái màu độ Redson này á thì giá của nó là 40 triệu 990 ngàn cộng thêm 2 triệu tiền độ xem lại màu sơn xe đấu tem thì nó sẽ ra là 42 triệu 990 ngàn. Dạ, thông tin Winner X thì hiện tại là bên em chưa nhận được thông tin gì về Winner X. Khi nào mà nó ra mắt thì em sẽ thông báo sớm cho mình. Như cái ốc này là ghim không ta? Dạ, ốc đó là ốc ghim anh. Ghim theo xe đó hả? Dạ, ghim theo xe. Dạ. Thường những xe nó ra bây giờ là nó sẽ là xài ốc lục giác nhiều hơn.
chưa có bệnh. Xe mới chầm chầm. Thì có thể là Winner là có thể tháng sau có ra mắt một số website trên mạng đã có thông dạ. tin đó. Thì thông tin đó thì nó dạng như là cũng mới là thông tin ban đầu thôi. Có thể là nó thêm hai cái phanh ABS trước sau. Chắc một quá. Dạ. Dạ về máy móc á thì nó máy móc thì nó cũng như vậy. Kiểu dáng thì có biết sơ sơ gì chứ. Dạ nếu mà khi nào em có hình mẫu hoặc là có xe thì em sẽ cho mình biết. Mấy chiếc màu độ này cộng vô 2 triệu hết ha. Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay có chương trình là trả góp gì không? Dạ chương trình trả góp hiện tại là bên em đang chạy chương trình trả góp là lãi suất ưu đãi bên Jack á là 1.49% cho dòng xe Winner của mình. Thủ tục sao? Thủ tục á nó bao gồm là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng lái có hoặc không cũng được. Với lại là mình chuẩn bị giùm em hóa đơn điện nước tháng gần nhất. Là ví dụ như tháng này tháng 6 thì mình chuẩn bị hóa đơn giùm em tháng 4 hoặc tháng 5. Thì bên em sẽ làm cho mình lãi suất ưu đãi 1.49%. Mình trả tối thiểu là hồ sơ là 0 đồng. Nhưng mà mình muốn tỷ lệ đậu hồ sơ cao thì mình trả ít nhất khoảng 10%, 20% thì tỷ lệ đậu hồ sơ của mình nó sẽ cao hơn, dễ được việc hơn. Thì anh bố Cần Thơ là chiếc xe này mình làm chi phí biển số rồi trước bạ luôn nhiêu tiền đó? Dạ, nếu mà mình làm ở Cần Thơ là chi phí biển số trước bạ luôn thì nó khoảng đâu đó khoảng 2.500.000. 2.500.000 đến 2.700.000. Nó sẽ có chênh lệch nhưng mà chênh lệch không nhiều. Dạ LED này thì nó chia theo 3 phiên bản. Cái bản cao cấp nhất là cái bản đặc biệt nhất là cái bản đen nhám. Sau đó tới những cái bản cao cấp và cái bản và bản tiêu chuẩn. Thì ngoài những cái bản đó ra thì bên em có độ là cái màu sơn của xe của mình đó là cái màu đỏ manet. Thì cái dòng này là cái dòng đỏ manet đó thì ngoài mình sẽ cộng thêm 3.500.000 tiền độ. Nhưng mà mình được bảo hành 3 năm màu sơn. Và giới thiệu giá các dòng. Dạ, các dòng á, cái màu đen nhám hiện tại giá của nó là giá của nó là 44.690.000, giá đó là đã giảm rồi. Còn cái dòng phiên bản mà đang từ tính á là nó là 41.990.000. Còn cái dòng cao cấp là những dòng màu giống như là màu xanh, màu đỏ, màu đen bóng, màu xám bạc bên này là nó là 40.690.000. Dạ đúng ạ. Còn những cái màu mà những cái bản tiêu chuẩn á thì nó là 39.490.000. Cái màu đen nhám rồi đậm. Đen nhám lần trước. Này cũng thăm tặng trước bạ chưa? Dạ, những cái bản em tính là đã giảm tiền trước bạ cho mình là 100% trước bạ 5%. Dạ. Chương trình mua xe máy Honda trúng ô tô là chỉ có hiện tại là chỉ có bên H Hồng Đức tụi em chạy chương trình đó thôi. Chương trình này kéo dài tới nào? Dạ chương trình này kéo dài tới khoảng áp dụng đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2019. Dạ màu này là màu đen nhám á, màu này là màu đặc biệt nhất trong dòng Alex. Thì nó có dàn chân nó màu đen heo dầu phuộc, nó màu đỏ với lại nó có nhiều tem hơn màu, với lại những logo trang trí của nó là hai bên là đều nó là màu đỏ hết, nó tạo cái điểm nhấn cho xe nhiều hơn. Này là mắc nhất là nãy em nói nhiều hơn. Dạ chiếc này mắc nhất là nó là 44.690.000. Chiếc kế bên là cái màu này là cái màu sơn bóng, sơn đen bóng. Thì màu này á là nó là 40.690.000. Đã giảm giá rồi.
số màu cơ bản thôi. Màu xanh này đó ha. Dạ, màu xanh này là phiên bản tiêu chuẩn. Rẻ nhất là 30 39 triệu 490 ngàn. Này có các phiên bản màu khác nha. Ngoài ra bên kia em còn màu đỏ đô nữa. Đỏ đô là độ gì? Dạ đỏ đô là màu đỏ đô là bên em độ lại. Chứ dạ. Thank you.